Nè, ngon chưa? Trứng lòng đào. Theo cầu của một số các chị em ở Mỹ, muốn Bình Khuyên chia sẻ món ăn cơm thường ngày cho gia đình làm nhanh mà đầy đủ dinh dưỡng. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ món ăn này, thịt nạc vai hoặc là thịt ba rọi hay là thịt nào cũng được, nhưng mà nó có mỡ và có nạc một chút thì mình làm nó mới ngon. 250g, 10 cái trứng, trứng gà đó, rau ăn kèm thì gồm có dưa leo, xà lách, rau thơm hoặc là bất cứ loại rau nào mình thích, hành lá, ngò rí. Ớt thì nếu mình ăn cay được thì sử dụng ớt cay, còn đây là cái ớt không cay, pepperoni. Chanh có 3 tép tỏi, một cái hành tím khoảng 7 gram và một nhánh sả. Hạt điều để mình làm màu cho nó đẹp đó, cũng có thể mình sử dụng cái ớt bột Hàn Quốc. Và gia vị nêm sẽ có đường, muối, nước mắm. À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha. Khi mình luộc trứng đó, thì cái trứng này nó phải ở cái nhiệt độ phòng. Cái trứng mà con gà nó mới đẻ thì nó sẽ mềm bên trong, mình lột cái lòng trắng nó sẽ không nguyên vẹn ở đó. Để mà luộc trứng mà lột cho nó đẹp thì mình mua về mình để 1-2 ngày sau rồi hãy luộc nha. Và cũng giống như hôm trước, mình luộc cái trứng Mayakex, tức là trứng Hàn Quốc mà ngâm nước tương đó. Nhưng mà do là hôm nay mình luộc cái trứng nó nhỏ hơn là trứng hôm trước, do đó cái thời gian luộc sẽ còn là 6 phút, tức là kể từ lúc nước sôi. Bây giờ Bình Khuyên đang chờ nước sôi. 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh giấm. Mình cho giấm và muối để chút nữa cái vỏ trứng nó dễ lột á, do là luộc trứng hồng đào. Và trong cái nồi là Bình Khuyên cho 7 cấp nước đó, một cấp là 250ml. Mình nhìn thấy nước sôi, mình chuẩn bị bỏ trứng vô thì nhớ là hạ lửa xuống chút. Sau đó dùng cái vá này nè, mình cho vô, nếu không là nó bể. Và trứng là nhớ là trứng nhiệt độ thường thôi, nếu mà lạnh là nó bể luôn do nó thay đổi nhiệt độ đột ngột á. Mình cho từ từ vô như thế này, mình đỡ nó thì nó sẽ không bể. Một số bạn bỏ vô là bị bể luôn, do đó lưu ý giống như mình khuyên chia sẻ nha. Rồi, như vậy thì nó đâu có bể đâu nè. Rồi tiếp tục mình đảo nha, đảo nhẹ thôi, tất nhiên là phải đảo cho nó xoay vòng vòng nhẹ. Và bắt đầu đếm thời gian. Bây giờ với cái trứng nhỏ thì 6 phút, còn cái trứng lớn hơn thì 6 phút 30, còn trứng lớn hơn nữa tức là 7 phút. Trứng hôm nay là 58g thì mình sẽ luộc 6 phút, đúng 6 phút. Bây giờ mình sẽ vớt ra cho vào trong thau nước đá liền luôn. Nếu như mà mình để lâu trong nồi là nó sẽ bị cứng cái lòng đỏ, nó không còn lòng đào nữa. Và sau khi vớt xong mình ngâm ở đây, mình chờ cho nó nguội trong vòng khoảng 20 phút. Trong lúc đó mình đi chuẩn bị để mình làm cái phần thịt xào. Và nếu như mình có máy xay thì lấy ra xay, còn không thì mình sẽ bằm cho thật là nhuyễn luôn. Mình sẽ dùng cái máy xay để mình xay luôn. Trước tiên là 3 tép tỏi nè. Rồi một củ hành tím mình cắt hơi nhỏ nhỏ ra. Cho thêm mấy cọng hành lá vô nữa, cái cọng trắng á. Rồi sau đó thì cho ra chén. Và với phần sả mình cắt ngắn ngắn lại rồi mình cho vô mình xay luôn. Rồi giờ thì cho thịt vào xay. Và mình có luôn phần thịt xay ở đây. Hành ngò cắt nhuyễn, cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Một muỗng canh hạt điều màu. Và cũng như những lần trước mình khuyên làm dầu màu điều rồi, bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ từ từ và chờ cho nó ra màu nha. Nấu cho đến khi mình nhìn vào mình thấy hạt điều nó màu đen đó là được rồi. Bây giờ mình có được phần màu điều ở đây. Sau khi mình để lắng nãy giờ được một chút xíu rồi thì cái phần lắng ở dưới mình bỏ nha, bởi vì nó có cát đó. Mình cho lại phần dầu vào đây khoảng 2 muỗng canh. Cho sả ớt vào để mình phi thơm. Để lửa nhỏ thôi, không thôi là nó vang lắm. Mình sẽ đảo cho đến khi cái này nó thơm lên, nó vàng. Cho một nửa phần hành tỏi vô. Một 125ml nước, tức là 1/2 cup mình cho vào trong thịt là nước lạnh đó.
dùng đũa mình đánh ra. Sau khi mình đánh thì mình sẽ thấy cái phần thịt này nó sền sệt. Khi hành và sả ớt, mình thấy nó vàng thơm lên rồi, mình cho phần thịt vô. Và mở lửa lớn lên lại. Một trăm hai mươi lăm ml nữa, tức là tổng cộng là một cốc nước đó, mình tráng cái này cho vô đây luôn. Sau đó thì mình sẽ nấu cho sôi trở lại. Sau khi mình nấu sôi, bây giờ mình nêm luôn nha. 1 teaspoon đường, 1 tablespoon nước mắm, tức là một cái muỗng canh này nè, 15 ml đó. 1 teaspoon hạt nêm, 3 muỗng canh nước ở trong đây, mình cho vào đây 1/2 tablespoon bột năng hoặc là bột bắp hoặc là bột mì, mình khuyên cho tinh bột bắp cornstarch. Mình vừa đảo vừa quậy, mình cho cái phần này vô, cho hết vô luôn vào quậy, quậy để tạo độ sệt đó. Và sau khi mình cho vô như vậy xong, mình sẽ nấu trong vòng 1 đến 2 phút để cho nó sệt lại, thì nó sẽ không có bị vữa, tức là nó không có bị tách nước ra. Và sẽ nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ mình sẽ lột trứng đây. Do là trứng lòng đào, do đó nó mềm lắm, thành thử ra mình nhớ đập cái đầu to này nè, là cái chỗ mà có không khí, mà đập nhẹ thôi. Nhớ là đập rất là nhẹ, không thôi nó bể. Rồi bây giờ lột nè, mình cho vào trong cái thau nước thì nó sạch, từ từ thôi. Nếu mình làm nhanh quá là nó cũng bể ra đó, cho nó mềm. Khi mình nhúng vào nước nè, mình lột rất là dễ. Đó, mình nhúng vào vậy đó, xong rồi mình lại lột, xong rồi lại nhúng vào. Cẩn thận ngay cái chỗ cuối này nè, nó cũng dễ bể lắm. Mà mình từ từ lại. Rồi xong rồi, mình rờ như thế này nè, mình thấy nó mềm mềm đó, bên trong nó chưa có cứng, gọi là lòng đào. Và đây là trứng mình vừa lột xong nè, 10 cái. Sốt của mình nó sệt sệt nè, là được rồi. Hạ nhỏ lửa xuống, bây giờ mình cho hành ngò vô. Đây là món trứng sốt thịt bằm của mình khuyên. Nhìn rất là hấp dẫn. Và bên trên mình sẽ cho ớt nè. Còn phần chanh thì mình sẽ làm nước mắm thêm. Và mình làm nước mắm chanh ớt. Nếu như mà ai thích ăn thêm cái phần nước mắm chanh ớt thì cho lên thêm nha. Và cái món ăn của mình đã xong rồi đó. Có thể dùng mũi dao, mình ấn xuống, sau đó thì mình cắt nó dễ hơn. Đó. Nè, mình khuyên để qua nè. Đó, anh chị em và các bạn nhìn thấy không? Cái trứng lòng đào. Ngon ghê chưa? Trứng luộc lòng đào, sốt thịt bằm. Ngon ấy là ngon.